Ghi gió lạnh mùa đông sang anh ta gió nằm đau. Tình buồn lắm người ơi, đôi tay chân che từng vết thương lòng. Rồi thì chỉ nhớ mong gà sống vắng trong trời nặng cua. Tình này còn ước mong bên em có đôi càng thiện to. Đau xót ly con cua, ai qua cầu bỏ bạn mình ơn. Đau xót ly con cua đừng suốt đời tình chung. Quá hay. Chị người ấy đâu bự đâu. Có nhiều người bình luận nói Hồng Ngọc đẹp hơn qua hậu giờ. Ôi ta nói trời ơi trời má đó. Chị bỏ người thì mặt tới người đó. Hồi đó chị bỏ tiếng bây giờ khùng nó chị bỏ tiếng. Nói em hả? Ý em nói em hả? Hồi đó chị nói tiếng giờ khùng nói tiếng. Hồi đó là đâu là ta ém. Ta ém bây giờ đi khùng ta đưa lên. À giờ khùng đưa lên. Có nước không? Em muốn nước đâu? Vô, vô cùng ly coi. Cùng. Hai ba, chú. À, lúc trước là em nổi tiếng bị người ta ém. Ém nghĩa là người ta sợ em nổi tiếng quá hơn người ta đúng không? Giờ thì nổi tiếng thì em... Bây giờ em đâu em hát đâu, giờ ngồi hát bài cho cô chú anh Niệm nghe. Bây giờ mới sao như Mạnh Quân nói là tại sao ông kia Đức Hiệp kêu em Ngọc góp vui một bài cho nó hết nhạc luôn cho nó hay. Tại vì khi mà anh đăng clip mà có nhạc vô cho anh đăng không có được, đăng là bị nó xóa, bắt buộc cho anh là không có đăng được thì Mạnh Quân sẽ nghe không được hết. Bây giờ em hát là ngẫu hứng em ngồi em hát cái bài nào em nhớ em hát cái hết bài luôn. Thấy không, nhưng có nhạc vô là tại vì YouTube ở đâu cho mình đưa nhạc lên, nhạc của người ta bản quyền. Giờ đi. Trời, bữa nào không gầy, bữa nào đi hoài, ca lại nhẹ rồi đó. Bây giờ anh chị em chuẩn bị nghe Hồng Ngọc hát một bài gì đấy ha. Cà chứ biết sao đây, cái gì à? Rồi, anh cứ nhậu thoải mái, có xỉn, anh giàu thay bài đó hát được không? Ai giàu đó giàu? Bài ca sĩ gì đó, nhạc trẻ giờ đó cô. Ừ, trẻ giờ nó tên làm gì đó. Anh cứ nhậu gì Cà Mau đó. Bây giờ mấy đứa nhỏ cô hát cũng hay lắm nè, ai cũng khen cho nghe cái clip của cô với clip Hồng Ngọc cái chuyện người xem. Ô 70 hát hay quá hay luôn. Cô hát bài đi. À, anh cứ nhậu thoải mái có xỉn anh vào thay tí em nơi đây mùi mùi ngon vậy đó. Bài đó bài gì cô? Ngọc biết mà. Gắn ra cái bài khúc này. Ca bản nào ăn bản cho em. Là không nhớ được, là ca sĩ mà nhớ hết. Ca đi ca. Nhiều bài lắm, nhiều bài hay lắm. Bây giờ ca này, cứ ca đây, ca nổi những cái giọng kiểu người ta. Thích, người ta thích cái giọng thôi. Biết gọi nhưng em ca thích cái giọng thôi, còn ca là lên nốt cao, nốt thấp thì bình thường. Thì Mạnh Quân là thích cái em hát một bài, cái giọng của em, tại vì như là em trò chuyện mọi người, em vui lắm. Như bữa lên nói chuyện xíu thôi, người ta thích. Ừ. Tại người ta thương mình, ta để ý mình. Em ca đi giúp vui đi. Trang này người đó, tôi đang đi đâu bịch, con Trang này bây giờ đi đâu bịch, Trang ở đây ngồi mình dẫn thằng bịch bịch thôi. Ở bây giờ giúp vui bà đi nè. Rồi giúp bà đi. Đến rồi. Ca bạn cho vô cái clip của anh Hiền. Ờ, vô clip Hiền kiếm chuyện. Kiếm chuyện rồi. Kiếm chuyện view ơi. Kiếm chuyện ca bài gì, chịu view được rồi. Làm gì tiếp giúp anh Hiền bà. Mấy giờ ca đi vậy? Ai biết đâu thì được ca. Mắt nai ca rồi. Mắt nai ca rồi. Thương trời đó ấy. Thương biết mấy làm sao. Dám xưa còn ai ngóng cùng. Người ơi nơi xa xăm, có hiểu lòng người xưa đó không? Ông thương tàn bụng vỡ lên sông. Tôi sắp cho một chiếc má hồng. Cái ca có thể được nhưng mà nó má cá không má được. Thì cứ ca đi những khúc lát ca được không đâu. Hát tiên quá. Rồi cái bài khác. Cái bài nào từ đâu? Không lẽ không nhớ được, không lẽ không nhớ anh Hiền nhiều khi anh còn hết nhớ được hết bài. Có luôn. Quên rồi, tới đây ca được thì cứ ca đi rồi tới đâu rồi. Ca tiên mà. Ca hát tiên mà. Cứ
đứng ngồi thì còn cá thì tay dơ. Người hai phương xa. Rồi cái bư cái gì đó chưa đem về nữa. Bố chà nè, đem lại đâu mặc đâu. Đem không gầy mà. Cái giải đẹp không mày, giải đẹp. Giải vậy không? Có quen mà giải muốn tiêu ha. Không, không muốn tiêu. Người con năm mưa để giang có ai thu chân gió lòng ngàn vui chén men nồng tôi xót xa lòng đừng lặng buồn sâu ơi mấy dặm hồ phán khoang em tiếng chàng sang sông ơi mấy dặm đường tình giờ chồng mình tan cá nuôi nhau ơi mấy dặm hồ phán khoang anh mưa nắng dài dầu bao có ngọc đời gian lao em ở nhà bình an có những buổi chiều mưa ngâu anh lặn lội đồng sâu ai biết được lòng người là tình đời bạc mấy năm sâu trời đắng nọ vẫn cho nhau ơi sao nỡ qua cầu khi gió lạnh mùa đông sang anh ta gió nằm đau tình buồn lắm người ơi đôi tay chân che từng vết thương lòng rồi chị nhớ mong gà sống vắng trong chờ nặng cua tình này còn ước mong bên em có đôi càng thiện to đau xót ly con cua ai qua cầu bỏ bạn mình ơn đau xót ly con cua đừng suốt đời tình chung. Quá hay, con, quá hay, quá hay, quá hay. Thôi bây giờ đi nào, ca đừng có hết bài, ca đừng có ca chưa hay hết, đừng ca dở hết, mà ca dĩ đó mình đọc quen. À, lưỡng 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 ha. Nhiều giọng, mình đang gì, mình đang ca nhiều giọng, đâu có hơi đâu. À. Ca tới đâu mình tính tới đó, mình không có ca sĩ gì tỏ tiếng, ca sĩ ca khấu dữ đâu, mình ca dĩ như là ha. Ca sĩ vườn đúng không? Thơm thơm thì lúc trước em đổ đổ vô đây để nóng Ngọc. Ngọc. Để thơ, đổ đổ thơ. Ngọc. Dạ. Lúc trước em hát á thì cái show của em là muốn show hay là em hát bài? Em hát rồi, em hát show. Em cưới á? Sân khấu. Sân khấu. Em nhận sân khấu luôn. Thì một show thì khoảng nhiêu tiền lúc trước á? Đương thời á? Lúc trước người ta đặt em hát kêu đầu tư ha, kêu sân khấu nguyên ben luôn, ống trống lo rồi kêu ít nhất cũng phải là show đó. 7-8 triệu. Em đặt hay mao thì em lấy người ta chừng 6 triệu đó. Chứ là dùng nguyên nhà công là em phải lo hết. Ừ, vậy thôi lo hết luôn. Chống rồi thì án tiền rồi. Hết tàn ngủ tiền thôi. Tàn tiền. Rồi em làm MC luôn. Từ tới 10 giờ hết. Rồi đầu em mới liên kết với cái dàn nhạc. Đúng không? Xong rồi em đi ca sĩ. Em mời em ca sĩ nữa. Thì một show buổi tiệc thì 6-7 triệu là hả? Ừ, nhưng mà giờ em giống như em là bầu luôn rồi. 7-8 triệu thì vậy là em đưa cho ta có 6 triệu. Em lấy ra 6 triệu. Rồi em chia. Chủ nhà lấy lì xì cho em. Sau đó em nhận bên kia 2 triệu một cực dữ lắm anh ơi. Như là em nhận bên kia 2 triệu thôi. Đứng coi nó phải gắn đàn cho nó này. Chỗ quen biết rồi. Giao chỗ này nha. Sao nấu được chỗ này. Rồi đó nó tiếp nha. Ồ vậy là em đứng trang trí sân khấu luôn hả? Ồ giỏi vậy. Mình đứng mình chỉ chủ nhà chỉ mình sân khấu đặt ở đâu á. Thế là mình giờ mình muốn sân khấu đặt đây. Thì mình nói với đèn bọng ha. Rồi đó như bên trang trí ánh sáng. Ồ vậy hay quá ta, vậy là em giỏi rồi. Em qua trường lớp vậy mà biết. Như là em biết cái chỗ nào có muốn đèn để cho có độ sáng. Đám như đó hả? Kêu nguyên cái thằng gì là bình tiền nó đi đánh cho DJ. À, ghi DJ. Khai trương mà kêu đánh DJ tại đó. Ồ, nói chung là Ngọc phải nói là đa tài và có cái óc thẩm mỹ với lại cái cảm thụ âm nhạc rất là hay. Nó qua rồi. Thì đúng qua thời. Thì qua thời đó xong mới đi Trung Quốc đúng không? Rồi. Bây giờ tôi làm lại là tôi muốn lo ra cho anh ấy á. Là anh em ơi. Muốn lo em cũng có thể em ấy nhạc được. Có thể thì mình hay, rất là hay luôn.
nghĩa là em dự trường trước mấy áo dài này nọ đặng nữa tết đặng mà đi ra hát show này nọ đúng không? Không ra mặc áo dài em mặc cái gì đó còn không mặc mấy cái này quần ống lô mà áo sơ mi tấm quần trắng đó phát đồ này kia áo kia nữa thì cái đó mình đi ban ngày còn lên xe khó em mặc áo dài cái mặt phụ nữ dạ. Phụ nữ mặc áo dài nó tô vẻ đẹp rất là đẹp nữ nữ tính của người Việt Nam mình luôn. Thì quay không anh ấy, lên xe khấu hát cây cao thì quay không? Thì đây trở về sau rồi tụi anh là anh em mình là cũng như anh em rồi, đúng không? Không biết thôi. Thí dụ như là lúc mà em sau này em về rồi thì anh cũng rảnh xuống để thăm em, mình cũng quay phim cho ông bà có chú anh chị em xem công việc làm ăn của em như thế nào. Khi mà cô chú chị em giúp đỡ cho em thì cũng muốn em mà quay ăn ca, quay ăn ca lên cái này. Áo dài, áo ba, áo hồ ba mà em trai dân ca là đúng rồi luôn á. Em thích nhạc Cẩm Ly không? Nhạc Cẩm Ly, nôn hả? Nôn thì gán cũng khúc đầy đủ đi. Nhớ em nhớ về biết mà, tôi thuộc nhiều bài dữ lắm nhưng mà giống như tôi lâu quá tôi không có nghe lại á. Thì bây giờ ý của anh Hiền muốn gợi. Tôi xin ông với ông tôi ông gì? Còn tôi mới được. Ý anh Hiền muốn gợi lại cho em là cho em nhớ lại tất cả những bài hát. Nhớ tôi nghe. Bài Cẩm Ly đi. Cẩm Ly bài gì con? Bài dân ca bài gì ta? Cẩm Ly nhắm cái gì? Chiếc hàng tay rồi đó. Rồi hàng làm cái kè là thạch sùng đó. Thạch sùng đó. Thạch kìm ôi xô chắc lưỡi hả? Thạch sùng tiêu nắng trong đêm, tiếc thương bé ai quân làm. Tí nghèo nhưng tình thủy chung, sắc son tào tha. Tại bây giờ gì mà còn cao những hoa. Thì cứ ra là cao, đừng lên cao quá. Ừ. Thì bây giờ gì đâu còn nó, nhớ mong. Nó không rồi. Làm ca đây. Ơi đâu còn giấc mơ xa cách xa nhau trùng. Em nhớ anh vô cùng. Đêm mưa lạnh gió buồn từng cơn. Ai nhớ thương ai bên cầu. Con gái chim bé bàng như thạch sùng nức nở từng đêm. Wow. Còn lại đâu đây hằng trên đôi măng sưng trắng bao đêm đón đỡ anh về. Tiếng mưa buồn nghe sao náo nôn nức nở canh dài với mình dở dang. Anh ơi biết đến bao giờ thạch sùng thôi tắt lưỡi khóc thầm từng đêm. Quá hay. Ở bài tại lý do này là cái còn hơi bị ngạt ngã. Đúng rồi, em tại em mình không có giật đó, đúng rồi, tại nó văn ôn võ luyện mà đâu mình cao mà. Như cái bài anh Thái, anh thích cái bài gì mà bầu quá hà rạch miếu. Bài hát được. Tí nà. Đúng rồi, nếu mà tao tí nà đến nọt được hai mẹ con hát thằng em á, nhưng mà không có đó thì cũng phải lâu. Thời gian nó lâu. Lâu này không có. Giờ không có đâu. Con nhà giàu anh ta mới có. Như cái bài bà bầu qua phà rạch miễu em hát được không? Bài hát đi. Cái gì bài đó kia là gì ta? À, phải lòng tôi đã đến chưa? Ừ, hát cái bài đó nghe anh Thái rồi. Bài đó không mốt. Ừ, ca bài đó đi, ca này giữ luôn nha. Quá léo đéo theo sơn. Đôi bông chân trên đầu hương như áo cô dâu. Cái bài này á, con bé con Hương cài cổ. Ca bài này á, hỏi con nhỏ nè. Không, nếu mà ca sĩ nó ca bài này là con gì ta? Nhỏ dữ ngoài miền Trung ta. Cái gì miên bi vậy? Hà vậy đó hả? Ừ, cái con bé có chồng tên lấy bé sân vai. Con nhỏ mà có chồng chạy xí đeo một chiếc tịch thăng. Ô, giàu lôn rồi không mua rồi. Đâu, ca bài đó hết thì đừng nói chuyện, ca hết bài đó thì thưởng thức rồi. Đi, hát ca lại từ đầu. Mày mốt hát nghe. Không, bây giờ hát đi. Không, cái bài này hay là giấu đi, giấu. Thôi, nó hay gì không có thì nghe kỳ quá. Để nào quý vị chuẩn bị ca nghe cái bài hấp dẫn đi. Bây giờ ca bài này bật mí sao cho khán giả nghe là nữa có nhạc nó khác ai cũng mong chờ nè ca bài lại từ đầu nè bây giờ ca lại từ đầu này. Bài bầu sân cái gì phải lòng gơ bánh tre rồi 2, 3 bầu sân và rạch miếu rồi hết bài đi bầu sân và rạch miếu qua lẻo đẻo theo sau đội ánh trăng trên đầu dân bò nghe cánh kiến giao mùa xanh. Cái bài đó kỳ lạ. Bài đó hay quá xem không ta? Bài đó với cái bài là gánh hậu. Ừ. Nửa đi mai hát lên câu hoài lan. Dần chẳng yên xuống trên giả phù trào.
sê u sê u liêu khà như tơ đàn tổng muôn thi ca sê u sê u liêu khà đưa buôn đàn dẹp trên mướn xa. À, quá hay. Ca đi, bữa nào ca anh quay lại nha, bài đó bài đó. Nhớ tự đời nha. Đêm Gành Hào. Đêm Gành Hào hả? Rồi phải lòng có bánh tre. Đi bộ phương Nam nữa. Đi bộ phương Nam. Về phương Nam lắng nghe cung đàn thổn thức chân dưới đêm mơ màng. Hay quá ha. Hào Ngọc này hơn. Thôi. Tôi đi chỗ lo cho mấy ông nhưng mà tôi mặc đồ đẹp rồi mấy ông cũng chưa ca chứ bây giờ cũng Hồng Ngọc sao bây giờ em đi. Bây giờ em có bệnh nhưng không có bình thường nhưng mà em có bị thần kinh gì mà con người nó mệt mà uống mỗi ngày thấy đấu kỳ nhà uống mỗi ngày đúng rồi chứ em bình thường à nhưng mà có chị cái lưỡi nó không một cái cứng nó tại mình nó ít không có luyện á ta nó không có luyện vậy là mấy em không ngại ăn cay có bị mệt phải đi làm kiếm tiền cái gì ví dụ tôi có ca 1-2 bài cái gì tặng người mong không ngại nhưng mà tôi ở chỗ tôi bệnh thế này là quý vị hồn nhau mỗi ngày kia lại tôi cảm thấy tôi buồn tôi ngại tôi vừa ngại tôi buồn tôi bản thân tôi cái thà tôi ra tôi mượn vốn tôi làm ăn tôi mỗi tháng tôi gửi lại ví dụ tháng tôi trả 2 triệu tháng có người trả 3 triệu 2 triệu nhưng mà không lấy lãi không hết không còn nhiều lần tôi cứ cuối thì trả hết luôn thì tôi làm ăn có ấy con mà tôi nghĩ đến xong tụ rồi tôi ra là xong tụ rồi. Mình độc quyền mình chẳng muốn lo thôi chứ mình không cần phải quan trọng gì nữa. Đúng rồi. Cho muốn lo với 2 cái micro mà người ta đánh vô cái máy người ta cai ngành thì người ta cao. Rồi có máy lớp tốt thì người ta đi kết nối qua cũng được phải không? Mình cần suy nghĩ chi lo phải không? Đúng rồi. Cho mỗi lo khoảng 12 tiếng 200. 24 tiếng 24 giờ. À nghĩa là một ngày 200. Một ngày 400. Ngày 400 chứ. 12 tiếng là đứa hay. Ngày 24 tiếng. À, rồi nguyên ngày 24 tiếng có 400 ngàn thôi, rẻ rồi. Chứ ngoài anh là một xô là mấy tiếng hồ là 500-300 rồi. Bây giờ mình để 12 giờ anh thuê đúng không? Tới 10 rưỡi. Thường là nếu mà ta... Tôi đến đây là tôi đến đây nè. Ví dụ đi, anh quốc hiền đi. Quốc hiền phải không? Quốc hiền lấy lo là ngày 11 là để tháng 4, ví dụ đi ha. Mấy giờ? Giờ 5 giờ chiều. À. Đó. 5 giờ tới 22 giờ mấy tiếng hộ rồi đấy đó là một ngày mình cứ tính đi rồi sáng mình cũng chở rồi ok rồi. Nếu mà em làm ăn được thì ai cũng thương giúp đỡ cho em hết ha okay. Rồi cảm ơn mọi người ha rồi.